Khởi tính tạp thuyết. Phát minh dùng thuyết tịnh độ khuyến hóa người đại trí rất dễ, bởi họ phước báo sâu dày, căn trí vượt phàm. Dùng thuyết tịnh độ khuyến hóa ngu phu ngu phụ cũng rất dễ, bởi trong họ không có thành kiến. Như ngọt dễ hòa, trắng dễ nhuộm. Chỉ có bọn lương ương như chúng ta là khó giáo hóa, vì có sẵn một chút kiến thức nông cạn trong tâm, nên dù có đạo lớn cũng không muốn nghe, dù có lời hay cũng không chịu nghe. Vì thế gom góp những lời chỉ mê quy tín và trích lục một số điều trong Tịnh Độ Tướng Phát Minh, đặt tên Khải Tính Tạp Thuyết. Văn khuyên tu của Như Như cư sĩ Nhan Bính. Người ta ai cũng yêu sắc thân này, đâu ai tin thân là gốc khổ. Lúc nào cũng đam mê khoái lạc, đâu biết lạc là nhân của khổ. Đời người dễ qua, đâu thể sống lâu, huyễn chất chẳng bền, rốt rồi cũng chết. Người sống lâu, 8-90 tuổi cũng chết. Kẻ yểu mạng, bớt quá 20-30 tuổi đã xong. Lại hôm nay chẳng biết ngày mai, tối ngủ sáng không dậy, thở ra không hít vào là đã qua đời khác. Gân cốt chằng chịt quanh thân, dưới da là một khối thịt, tóc lông móng răng nhóm như đống rác, đàm giải máu mủ dơ tợ đại tiện. Đông lạnh hạ nóng, ngày ngày vật vã với cơn sốt rét, mũi mồng cắn đốt, đêm đêm cùng chòi bỏ ngủ chung. Thân này không thể vui thích, mọi người hãy quyết xuất ly. Sao ngu muội còn khoe phong lưu, hồ đồ còn sanh điên đảo. Trên đầu lâu khô, cài hoa cài cỏ, bên da thịt thối, bôi mỡ bôi hương. Áo lụa che bọc máu, mền gấm đắp thùng phân. Dùng hết trăm mưu ngàn kế, ngỡ rằng trụ thế vạn năm. Đầu ngờ nhức đầu chóng mặt, liền mau đến trước Diêm Vương. Lại thêm bạc tóc rụng răng, quỷ vô thường gửi thư tìm đến. Niệm niệm luyến sắc mến tài là con đường tắt để mất thân người. Ngày ngày đam mê rượu thịt là ngày ngày trồng sâu nhân địa ngục. Trước mắt mong khoái lạc nhất thời, sao thân chịu khổ đau vạn kiếp. Một mai ở bên bờ vực cái chết, khi tứ đại phân ly, bên ngoài tài chân kéo rút, bên trong gan ruột đứt lìa. Cho dù vợ con có thương tiếc, cũng không có cách nào giữ lại thế gian. Giả sử con cháu đầy nhà, ai thay mình chết? Sinh thống thiết khóc oan cho mình, chết chỉ giác thần thức kẻ khác. Đường trước mờ mịt, xung quanh chẳng có lấy một ai. Ngang qua cõi chết, thấy không ai là không bi thương. Vừa vào địa ngục, tới nơi tự nhiên thê thảm. Lìa đời vừa mới 7 ngày, địa ngục trải qua các án. Pháp quan tố giác chẳng tình người, ngục tốt cầm chày mặt dữ tợn. Bình sinh làm thiện, chết sanh thiên đạo, tiên đạo, nhân đạo. Khi sống tạo ác, chết vào hầm lửa, nước sôi, rừng đau. Ban đầu không tin nhân quả, lúc này mới biết không sai. Trong gương tội mỗi mỗi rõ ràng, nơi địa ngục đủ mọi khổ sở. Núi đao rừng kiếm, chịu bất tận vạn thứ dày vò. Mang lông đội sừng, trả không hết bao nhiêu nợ nghiệp. Dù anh gan to mật lớn, cũng phải cúi đầu trước quỷ tốt. Ai kia bán đạo hủy tăng, cũng phải quỳ gối trước Diêm Vương. Hồn phách tuy xa trần thế, nhưng thân xác vẫn ở trong áo quan. 3 ngày, 5 ngày, 10 chòi bọ nghênh ngang, xú uế sông trời sông đất. Người nghèo vứt ngoài đồng nội, kẻ giàu chôn tận núi sâu. Ngày xưa mỹ lệ hồng nhan trở thành tro bụi, ngày nay hoang vu bạch cốt trở thành trần ai. Trước kia ân ái, đến đây thành không. Xưa kia anh hùng, nay còn đâu nữa. Cỏ xanh leo đầy bia đá, tiền giấy treo kín cây dương. Nghĩ đến đầu cành kết cục, đâu ai tránh khỏi như vậy. Nếu muốn vượt khỏi luân hồi, cần phải quy tâm chánh giác. Thôi chớ chạy theo tà pháp, trên thân này đây có chân nhân. Già trẻ gái trai đều tu được, là tục là tăng cũng có phần. Gấp tìm đường sống, phải nghĩ cuộc sống đời sau. Chẳng phải quy y,
ắt phải luân hồi sáu nẻo. Nếu ngày mai lại hẹn ngày mai, nháy mắt tuổi xuân qua mất, khiến người sao lại khóc người sao. Xương trắng chất cao như núi, Di Đà khéo niệm, chớ để lỡ kim đài đến trước. Diêm Chúa vô tâm, chớ chọc ghẹo ông buông gậy sắt. Bỏ ác theo thiện, cải tà quy chánh. Với người lợi ích mọi người, với nhà cả nhà giải thoát. Dạy cho người người đều giác ngộ, dạy cho chốn chốn khỏi trầm luân. Lời Phật không tin, lời ai mới đáng tin? Cõi người không tu, cõi khác khó tu. Xin ai ngày đó nhận ra, chớ để trôi qua vô ích. Lý chướng càng nặng hơn dục. Những người mù bẩm sinh không biết con voi ra sao. Một quốc vương nọ cho gọi một số người mù đến, hỏi: các ông có muốn biết hình tướng con voi thế nào không? Các người mù đồng thanh đáp: muốn biết. Vua liền sai quản tượng dẫn voi đến trước điện, bảo các người mù dùng tay sờ voi. Sờ xong, vua hỏi: các người biết hình tướng con voi chưa? Đã biết. Các người mù đồng thanh đáp. Vậy thì hình tướng con voi thế nào? Vua hỏi. Người rờ trúng vòi voi nói: con voi giống như con đĩa. Người rờ chân nói: con voi giống như cột nhà. Người rờ bụng voi nói: con voi giống như cái trống chầu. Người rờ tai voi nói: con voi giống như cái quạt. Người rờ đuôi voi nói: con voi giống như cái chổi. Mỗi người chấp theo ý mình, tranh cãi không thôi, đến nỗi ẩu đả nhau. Vua cười nói: các người đều chưa biết voi là gì. Con đĩa là cái vòi, cột nhà là cái chân, trống chầu là cái bụng, cái quạt là cái tai, cái chổi là cái đuôi. Đám người mù im lặng không dám nói, nhưng vẫn nghĩ những gì mình biết là đúng, và những người khác đều sai. Vì thế, đám người mù suốt đời chẳng biết con voi như thế nào. Giả sử không bảo dùng tay rờ, thì hình trạng con voi chỉ cần nói mấy lời liền biết, đâu đến nỗi cãi ẩu đả nhau. Chính vì rờ mà người ta chấp vào kinh nghiệm của bàn tay, đoạn vô nghi hoặc, cố chấp trong lòng. Người không học, dạy tu tịnh độ, cho dù không tin trọn, nhưng ắt không đến nỗi phỉ báng. Còn những kẻ có học chút ít, liền cho mình là đúng, bụng trống tâm cao, cho rằng đây chẳng qua là của Phật giáo. Còn lời thành thật, ngược cho hoang đường, cam lộ cho là thuốc độc. Nên nói, lý chướng càng nặng hơn dục. Trước phải biết thuyết ba đời. Nhà Nho có người không tin đời trước đời sau, cho nên không tin tịnh độ. Không biết đời trước đời sau, như vậy hôm qua ngày mai là cái vốn có, chẳng phải nhà Phật tạo ra. Giống như lục phủ ngũ tạng vốn ở trong người bệnh nhân, làm sao vì nó được nói ra từ miệng của các bác sĩ liền cho là những thứ ở trong tủ thuốc được. Khuyến sĩ Tử Văn của Văn Xương Đế Quân mở lời liền bảo: ta 17 đời làm thân sĩ đại phu, là rõ ràng có ba đời vậy. Sĩ tử khoa danh đều phải trải qua sự quản lý của ông ý. Chẳng lẽ lời ông ý không đáng tin? Lại phải rõ lý nhân quả. Nhà Nho không tin nhân quả, chẳng phải không tin Phật, là không tin Nho. Kinh dịch nói: nhà làm thiện có dư niềm vui, nhà làm ác mang nhiều tai họa. Tích thiện chi gia, tất hữu dư khánh. Tích bất thiện chi gia, tất hữu dư ương. Kinh thư nói: làm thiện được phước, làm ác tai ương. Tác thiện giáng chi bách tường, tác bất thiện giáng chi bách ương. Làm thiện làm ác là nhân, được phước bị họa là quả. Giống như mặt trời và thái dương cùng là một vật. Nên nói, muốn biết nhân đời trước, chính quả nhận đời này. Nếu ai tin lời trên, tự nhiên không dám làm ác. Nếu cho báo ứng là hoang đường, là rơi vào dối trá người, chẳng nể nang gì. Giả như trong một ấp, một người tin mà làm thiện,
dạng người tức thành dạng thiện. Một người không tin mà tạo ác, dạng người tức thành dạng ác. Nên nói, người người tin nhân quả là yên bình, người người không tin nhân quả là đại loạn. Lý ba đời Khổng Tử chắc chắn đã nói. Thuyết ba đời khảo cứu trong sử thi thì ghi chép rất nhiều. Nhà nho chỉ vì Khổng Tử chưa từng nói tới cho nên không dám nói ra. Song Khổng Tử há đã không nói tới? Nếu bảo Khổng Tử không biết ba đời thì không thể là thánh nhân gì. Trong bộ Luận Ngữ, lời của Khổng Tử chỉ có 8.503 chữ. Chắc chắn những lời Khổng Tử nói ra mà không được chép lại rất nhiều. Nếu chờ phải thấy trong kinh sách mới tin thì trong Tứ Thư Ngũ Kinh, Khổng Tử chưa từng nói tới cha mẹ mình. Nhà nho cũng phải giấu giếm những người sanh ra họ. Khổng Tử chưa từng nói đến anh em của mình. Nhà nho không nên nói đến anh em mình. Khổng Tử chưa từng nói đến nhà cửa đất đai của mình. Nhà nho không nên ở cung thất có của cải. Không nhận thị, giấy bút mực nghiêng, trong kinh thư không có nói tới. Chắc chữ viết của Khổng Tử kém lắm. Ngoài áo vải bốn mùa hè, áo lông cừu mùa đông, chưa từng nói đến quần. E rằng thời nay mặc quần sai mất. Ở Kim Tích Giang Nam, nhà nho không nên làm. Ở Đơn Thanh Tây Thục, nhà nho không nên tạo màu. Vì sao? Vì Khổng Tử chưa từng nói. Vậy mà trong kinh thư Khổng Tử dạy người hiếu đệ, nhà nho lại không chịu hiếu đệ. Dạy người trung thứ, nhà nho lại không chịu trung thứ. Lại chưa từng khuyên người bài bạc, nhà nho lại thích bài bạc. Chưa từng dạy người làm việc này việc kia, lại chạy đi làm việc này việc kia là sao? Nói tóm lại là chẳng suy nghĩ. Người trí chớ cho rằng mình chết. Thân người tối sơ không có chết. Chữ chết là từ nơi thân thịt mà có. Thân thịt tuy có thay đổi nhưng chân tánh vốn không thay đổi. Điều này như đi xa, ngồi thuyền, ngồi xe. Thuyền xe là thân thịt, người ngồi thuyền, ngồi xe là chân tánh. Ngay nơi thân thịt mà nói, người sống thọ không được 100 năm. Nếu nói bản lai diện mục của ta đâu chỉ sống lâu bằng trời đất, ngẫm kỹ sung sướng biết bao. Những người không tin đời sau chỉ biết có thân thịt mà không biết có chân tánh. Đó rõ ràng coi mình quá chết, là cái thấy sai lầm vậy. Người có trí không thể có kiến văn hẹp hòi. Trong tâm nhãn người nông phu không biết cảnh giới của phú ông. Trong tâm nhãn của phú ông không biết cảnh giới của đế vương. Cùng là con người với nhau mà lớn nhỏ cách nhau như trời với đất. Huống hồ từ người tới trời, từ trời đến Phật. Người ta bảo người có học, kiến văn ắt rộng. Đâu biết càng có học, kiến văn càng hẹp. Do họ chấp trước những gì thâu nhận trước trở thành thành kiến. Do cái kiến văn của họ không ngoài quốc độ này, không biết thế giới nhiều không thể cùng tận. Mặt trời mặt trăng nhiều cũng không thể cùng tận. Chỉ biết từ thuở khai thiên lập địa, bắt đầu từ bàn cổ, không biết kiếp sự. Từ sau Đại Bình Đẳng Dương khai sáng, hiện tại đã trải qua tiểu kiếp thứ 9. Chỉ biết chỗ này gọi là Trung Hoa, không biết ngay trong một châu Diêm Phù Đề, nước tự gọi là Trung Hoa Ý đã có 16 đại quốc, 500 Trung Quốc, 10 vạn tiểu quốc. Chỉ biết đời người 70 liền gọi xưa nay hiếm. Không biết người thời kiếp sư ban đầu tới 84.000 tuổi. Chỉ biết nguồn gốc cơm áo của phương này phải do cày dệt mà ra. Không biết quái Phật quái trời, nghĩ áo có áo, nghĩ cơm có cơm. Chỉ biết vàng bạc châu báu quái này kiếm được rất khó. Không biết quái Phật mười phương đất toàn bằng vàng. Chỉ thị văn tự quái này chỉ có lục thư, tức tượng hình, chỉ sự, hội ý, hình thanh,
Chuyện chú Giả Ta do Thương Hiệt tạo. Không biết từ sau mở mang, thư pháp đã có 64 loại. Chỉ biết chút ít điển tịch của Tả, Quốc, Sử, Hán liền xưng là tổ tiên của giới nghệ thuật. Không biết trên điện phổ Quang Minh, sách chất như núi. Chỉ biết cái thân thịt của nhân loại do tinh cha huyết mẹ mà thành, không biết đầu thai hoa sen, sanh ra nơi thơm tho tinh khiết. Chỉ biết cưới được một người vợ đẹp liền yêu thương trân quý, chỉ có lời vợ là nghe theo. Đâu biết chuyển luân dương khi lâm giả, ngoài ngọc nữ còn có hai dạng phu nhân mỹ lệ. Đến như trời đau lợi, ngọc nữ nhiều cả ngàn vạn ức. Bên cạnh mỗi ngọc nữ quá một thiên dương để thọ quan lạc. Chỉ biết con người là tối linh của vạn vật, không biết nhân loại chẳng qua chỉ là một đường trong sáu đường, một loài trong bốn loài, một pháp giới trong mười pháp giới. Chỉ biết thờ phụng một hai vị thánh liền cho là tối tôn không ai bằng. Ngoài ra tất cả thiên thần địa thần đều không đáng tin. Tất cả những gì không chính mắt thấy đều là hoang đường. Đâu biết mỗi một quốc độ tức có mấy vị thánh nhân chủ trì giáo hóa. Cõi Diêm Phù Đề nhân loại có tới 6.400 chủng tộc, không chỉ ở đây có thánh nhân. Ôi cảnh giới này há những kẻ gì thanh sắc lợi danh mà có thể thấy được chút ít sao? Thí như con dùng chỉ biết vui ăn bùn trong mấy tấc đất, không biết rồng cuộn trong biển lớn tạo sóng làm mưa. Thí như con bọ hung chỉ biết vui do viên phân cước, không biết đại bàng bay cao chín vạn dặm, siêu vượt mọi loài. Cho nên người học Phật cần phải quan sát. Kinh Tạng không thể không đọc. Heo dê gà chó chỉ biết kêu không biết nói, so với con người biết nói, con người quý hơn. Người một chữ bẻ đôi không biết, chỉ nói được bằng miệng, không nói được bằng tay. So với người biết ít chữ có thể viết thư, người biết ít chữ quý hơn. Người biết ít chữ tuy có thể dùng tay thay miệng, nhưng trọn không thể biến một tay thành trăm tay, và không thể giữ bàn tay ấy đến trăm nghìn năm. Nếu Bát Thông Kim Cổ viết sách để đời, in ra trăm ngàn vạn cuốn, một cuốn dự đến trăm ngàn năm, người ấy không quý hơn sao? Song đây vẫn là sách thế gian. Nếu ngoài sách thế gian Bát Lãm thêm kinh Phật, thì tất cả trên trời dưới đất, kiếp trước kiếp sau, cho đến biển Phật Pháp đều biết sơ lược đại khái. Kiến văn không rộng hơn sao? Song kiến văn dù rộng, nhưng nếu không có một phương pháp thẳng tắc ra khỏi ba cõi, thì đối với hạt giống Bồ Đề vẫn không có phần. Nếu Bát Thông Tam Tạng lại được pháp môn Tịnh Độ, một lòng tin tưởng hành trì, quả là phúc đức mười đời. Có người hỏi, biển Phật Pháp tuy là lời thành thật của Như Lai, nhưng sao nhà nho không tin? Trả lời, những việc văn võ của Nghiêu Thuấn, Võ Thang, nếu nói cho người không biết chữ, anh ta cũng cho là hoang đường. Cho nên kinh sách Phật quả không thể không đọc. Quyền Trang khéo khởi phát. Thế gian có người thấy tăng không giới hạnh nên khinh mà không tin Tịnh Độ là sai. Đâu thể đạo sĩ bất tiếu mà khinh Lão Tử, nhân sĩ bất tiếu mà khi Khổng Tử. Người trí còn không vì người bỏ lời, huống hồ vì giáo đồ mà coi thường giáo pháp. Ngày xưa Đường Thái Tông bảo với thầy Quyền Trang, trẫm muốn trai tăng, nhưng nghe tăng phần nhiều không có giới hạnh, phải làm sao? Quyền Trang đáp, côn sơn có ngọc, lẫn lộn trong bùn cát. Lệ thủy sanh vàng, hà không có ngói gạch. Thổ mộc nặng khắc thành La Hán, cung kính thì phước sanh, đồng thiết đúc thành tượng Phật, đập phá ác có tội. Rồng đất tuy không thể cho mưa, nhưng cầu mưa phải xin rồng đất. Phàm tăng tuy không thể giáng nước, nhưng tu phước
phải kính phàm tăng. Thái Tông bừng tỉnh nói: Trẫm từ nay về sau vô thấy một chú sa di cũng kính như Phật. Ôi, Thái Tông vốn đã có phước nhiều đời, nhưng vừa nghe liền tỉnh. Thầy Huyền Trang cũng có thể đáng gọi là khéo khải pháp vậy. Phải nơi thân thịt sanh tâm yếm ly, nhân sinh ở đời tám khổ bức bách, nhưng người ta không tự biết khổ, còn cho là lạ. Quá là từ khổ đi vào khổ, diễn diễn không có ngày ra. Lại lấy sinh khổ mà nói, ở trong bào thai, dưới phế phủ, trên đại tràng, từ mô tới bào, dần dần thành hình. Ở trong bào thai không được tự do. Người mẹ ăn thức ăn nóng vào, bào thai cảm giác như dội nước sôi. Người mẹ uống thức uống lạnh vào, bào thai cảm giác như nằm trên băng lạnh. Chỗ ở là chỗ dơ uỷ, thức ăn đều là máu huyết bất tịnh. Thời gian trụ thai không đầy 300 ngày, nhưng chịu khổ đồng với mấy chục năm. Đầy một tháng liền chúc ngược đầu xuống, đầu hướng xuống soạn môn, hình chất lớn dần, muốn ra không được. Sự sống chết trong khoảnh khắc này, sự sống chết của người mẹ cũng trong khoảnh khắc này. Lúc này bà đỡ kéo ra, đau như phanh thây. Cho nên vừa ra khỏi bào thai, không đứa trẻ nào là không khóc. Sau khi ra khỏi bào thai, phân tiểu bề bộn, không biết xấu hổ. Dù là đại phú quý cũng như vậy, đại hiền thánh cũng như vậy. Nhưng con người quen như vậy nên không biết tỉnh giác. Nếu đêm khuya thanh vắng, ngồi nhìn lại, đâu không đáng thương, đáng nhục. Như Lai đại thánh thương xót thế gian, vậy người cầu sanh tịnh độ, liên hoa quá sanh, khỏi hoạn nạn này. Sau còn đắm nhiễm trầm mê, không sanh chán lìa. Người đại hiếu không nguyện nhập thai. Thần thức đầu thai không chỉ chính mình chịu khổ, mà người mẹ cũng chịu đại thống khổ. Không nói trong thai 10 tháng, một ngày bằng một năm, mà đến khi ra thai, người làm mẹ thống khổ vạn trạng, xấu hổ sợ hãi khôn xiết. Giờ phút nào quỷ cũng chực chờ hút tinh khí, cầu sống khó được. May mắn bé tròn con vuông, liền yêu con hơn châu báu. Do đó nhường khô nằm ướt, nuôi nấng ấm bồng, tinh huyết một đời âm thầm tiêu tốn. Ngày xưa có một sa di 7 tuổi, có túc mạng thông, biết được đời trước của mình, than rằng: Thân của ta đây lụy bi phiền đến 5 người mẹ. Khi là mẹ con đời thứ nhất, nhà hàng xóm cũng có người sanh, ta bị đoán mạng. Mẹ thấy đứa con người hàng xóm trưởng thành liền sanh bi não. Khi là mẹ con đời thứ hai, ta lại chết sớm. Mẹ nếu thấy người cho con bú liền sanh bi não. Khi là mẹ con đời thứ ba, 10 tuổi liền mất. Mẹ thấy những đứa trẻ khác ăn uống giống ta liền sanh ưu não. Khi là mẹ con đời thứ tư, chưa có vợ mà chết, mẹ thấy đồng bạn lấy vợ liền sanh bi não. Nay đời thứ năm, 7 tuổi xuất gia, mẹ ta nhớ con lại sanh ưu não. Ta nghĩ sanh tử luân hồi lụy người thân đến như vậy, nên tinh tấn tu hành. Nay thiên hạ đầy người, phần lớn liên lụy người thân, những người báo đáp thân ân đâu được mấy người. Đầu thai một đời bi lụy một cha mẹ, đầu thai 100.000 vạn đời liên lụy 100.000 vạn cha mẹ. Bằng ly trần thoát tục, liên hoa quá sanh, diễn diễn không liên lụy cha mẹ, chẳng lẽ không phải đại hiếu của đại hiếu sao? Chính những người ngày nay hủy bán Phật pháp, cho xuất gia là bất hiếu, là cam lòng luôn ở trong thai mà liên lụy đến người thân vậy. Đại quý nhân nên biết hổ thẹn. Gọi là quý nhân chẳng phải tước lộc cao quan, học thức phong phú,
mà chính là những người có khả năng trừ khử thái độ ti tiện, trừ khử trạng thái ti tiện đồng với cầm thú. Ti tiện là gì? Là tham, dâm, sát, đạo vậy. Thứ này cầm thú đồng có. Ngoài ra còn có những thứ đáng xấu, đáng hận hơn. Đó là việc quá làm phân trong bụng. Bất luận thức ăn ngon ngọt bao nhiêu, hệ qua khỏi yết hầu đều biến thành phận uế, gớm không muốn nhìn. Tích chứa lâu ngày liền theo đường đại tiểu tiện phân loại mà ra, kinh tợm không khác của heo chó. Trạng thái ti tiện này lỡ phạm vào một đã là xấu hổ, làm sao có thể ngày ngày như thế. Nếu có trạng thái ti tiện này, không tự giác trì, không cầu yểm ly, thì không khác gì cầm thú. Nên phải tự oán tự trách, lúc nào cũng muốn trừ bỏ trạng thái ti tiện này mới là đại quý nhân. Sáu cõi trời tùy hưởng thiên cam lồ vị, thơm tho tinh khiết, trên mền mây thơm tuôn ra tự nhiên. Trong chốc lát có thể đi lại trăm ngàn cõi nước, không có cái hôi dơ của đàm giải đại tiểu tiện. Cho nên cái móng tay của chư thiên giá trị bằng cả cõi Diêm Phù Đề. Nhưng sở dĩ không được gọi là đại quý nhân là do chưa tránh khỏi luân hồi, cần phải vượt thoát liên hoa hóa sanh sau có thể dứt hẳn trạng thái ti tiện này. Đây chẳng phải sức của Khổng Mạnh có thể cứu ta. Kén tầm dụ. Tầm làm kén, trái qua phải, trên xuống dưới, nhả hết trong bụng ra mà tạo thành. Để hết trong bụng là an nhiên không có việc gì, người ta đâu hay kinh doanh, là tự trói buộc. Những con tầm tượng nhã tư tạo kén là bảo vệ thân, ai ngờ vì đó mà bị sát thân. Hàng ngàn vạn con tầm, đâu con nào tránh khỏi nước sôi, nhưng con lại truyền con, cháu lại truyền cháu để vào nước sôi, không sự thê thảm nào bằng. Những con tầm trong hai cánh cổng thế gian cũng là như thế. Cả đời kinh doanh, vừa lo cho vợ con có chút y thực, kết oán cừu, tạo biết bao nhiêu tội nghiệp. Đến khi gia đình có chút của cải thì thân này đã bị trói vào trong. Hàng vạn con người, đâu ai tránh khỏi trả báo. Nhưng con lại truyền con, cháu lại truyền cháu để trả quả báo, không sự kỳ lạ nào bằng. Nên kinh Tứ Thập Nhị Chương nói, vợ con nhà cửa trói buộc chắc hơn lao ngục. Lao ngục có ngày ra, vợ con không có niệm xa lìa. Mã dụ. Ngựa có bốn loại. Ngựa hay nhất, thấy bóng roi liền chạy, không đợi ra roi. Kế định là đánh một roi liền chạy, kế nữa là đánh nhẹ không chạy, đánh mạnh mới chạy. Ngựa tồi nhất, đánh mạnh cũng không chạy, phải đâm vào da, đau quá mới chạy. Con người cũng như thế. Người có trí tuệ dễ tỉnh giác, trong 100 dặm nghe có người chết liền kinh hãi nói, trong 100 dặm có người chết, ta cũng là người, chết ắt đến với ta, vội vàng tu hành để cầu giải thoát. Đây chính là con ngựa thấy bóng roi liền chạy vậy. Kể đến thì là thân thích chết mà giác ngộ, kế nữa là thấy người lân cận chết rồi sau giác ngộ. Nếu đợi mình già hoặc chính bị bệnh rồi mới giác ngộ, thì đây là con ngựa chờ đâm vào da rồi mới chạy vậy. Nếu già vẫn không giác ngộ, hoặc bệnh vẫn không giác ngộ, còn thua bốn loại người trên.
Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.